Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đến ngày 8 tháng 3, ngày để tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới của chúng ta. Và hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về hai người phụ nữ mà trong hơn 10 năm vừa qua đã chiến đấu giữa ranh giới, sự sống và cái chết với căn bệnh ung thư quái ác. Đáng quý hơn là họ còn truyền cảm hứng đến cho cộng đồng khi mà xuất bản hai cuốn tự truyện về những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình. Hoàng Thị Diệu Thuần, sinh năm 1989, quê ở Nghệ An. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn và chưa một lần đầu hàng kể từ lúc biết mình bị bệnh máu trắng. Lúc đó cô mới 20 tuổi. Tuyệt vọng, ngỡ ngàng là những cảm giác cô sẽ không bao giờ quên. Có những đợt ra bệnh viện, cơ sở vật chất rất là kém. Thì một giường bệnh có khi phải có đến 4-5 người nằm. Cái lúc mà em nằm cấp cứu thì gọi là may mắn nhưng không đúng, bởi vì nó kinh quá nặng. Thì em lại về nhà họ hàng ở gần đấy. Thì vừa về nhà thì bạn ngay lập tức phải cõng chạy vào viện để truyền máu. Thì lúc đấy em rất là xúc động. Cũng là bệnh nhân của căn bệnh ung thư quái ác, cuộc đời của chị Nguyễn Thị Kim Thư là chuỗi ngày dài đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi chính cha chị cũng mất vì ung thư, bản thân chị lại mắc hai loại bệnh, ung thư dạ dày và ung thư nội mạc tử cung. Nhưng không vì thế mà trong chị thôi hy vọng sống. Mọi người là cậu sẽ phải sống. Cứ sống để tự trả ơn cho cha mẹ, anh chị em và những người trong xã hội đã giúp đỡ tôi. Và cứ sống để tôi thực hiện những ước mơ của tôi, để cho mọi người thấy. Nếu mà có niềm tin, có nghị lực thì tôi sẽ chiến thắng. Hai cuốn tự truyện Muôn Ánh Mặt Trời của Hoàng Thị Diệu Thuần và Niềm Tin Chiến Thắng của Nguyễn Thị Kim Thư như một minh chứng cho sức mạnh của niềm tin rằng ung thư không phải là kết thúc. Ung thư chỉ tạo ra ranh giới giữa sự sống và cái chết, còn lựa chọn lại thuộc về chính chúng ta.